chờ gì vào những kẻ phản động khủng bố, thưa luật sư Trần Vũ Hải. Sau phiên tòa xét xử vụ án Vũ Quang Thuận và đồng bọn, luật sư Trần Vũ Hải đăng trên Facebook của ông ta ví von một số đồng bọn của Vũ Quang Thuận là Trần Hoàng Phúc cũng như một số thanh niên, sinh viên trẻ khác từng bị xử lý về hành vi tuyên truyền chống nhà nước là niềm hy vọng cho tương lai Việt Nam rằng 20 năm nữa, thậm chí sớm hơn, tên của các bạn này sẽ được nhắc đến nhiều ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Trần Vũ Hải lập luận rằng những đối tượng trên như Phương Uyên sinh năm 1992, Kim Khánh 1993 Hoàng Phúc 1994 đều bị bắt khi đang là sinh viên và bị xử theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vì đã lên tiếng và bức xúc trước hiện trạng của đất nước, rằng các bạn đều là những sinh viên ưu tú, Uyên và Khánh từng là cán bộ đoàn, Khánh và Phúc đều là thành viên sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á Isisali. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn lại chân dung của những sinh viên ưu tú này. Trần Hoàng Phúc tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Vũ Quang Thuận và đồng bọn tuyên truyền chống nhà nước được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho Vũ Quang Thuận. Cụ thể là từ tháng 1 năm 2017, Trần Hoàng Phúc có hành vi giúp sức cho các bị cáo Điền và Thuận tăng trữ tài liệu, làm đăng tải 3 video có nội dung chống nhà nước trên mạng Internet. Ngoài ra, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát tại phiên tòa, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển có hành vi làm đăng tải 17 video clip trên mạng Internet, tăng chữ tài liệu có nội dung chống phá nhà nước ta, phỉ bán chính quyền nhân dân. Các đối tượng cũng phao tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, kích động kêu gọi chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quá trình làm, đăng tải các video nói trên, Vũ Quang Thuận đã nhận 50 triệu đồng của các cá nhân ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp. Số tiền này được các bị cáo dùng để mua thiết bị và chi phí ăn uống hàng ngày. Còn số 17 clip bị đưa ra xử lý nằm trong số trên 500 video clip mà Vũ Quang Thuận và đồng bọn sản xuất ra, tức chỉ là một con số rất nhỏ được cơ quan tố tụng chọn ra để làm chứng cứ buộc tội sản xuất là các video clip chống nhà nước này. Vũ Quang Thuận và đồng bọn nhận được nhiều tiền tài trợ từ kẻ chống phá đất nước. Con số cáo trạng nêu ra là 50 triệu chắc chắn chỉ là chứng cứ quả tang lúc cơ quan công an khám xét thu được bởi các đối tượng này đều ngoan cố không chịu khai nhận và thừa nhận tội danh trong khi từ lâu dư luận đã bức xúc về tần suất và cường độ tán phát các video clip rất lớn rất cực đoan của nhóm chấn hưng nước việt nam chỉ ngay tình tiết đầu tiên, mỗi clip của chúng là hình ảnh quả tên lửa bắn nổ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thấy bản chất manh động, cực đoan, khủng bố và phản động của nhóm tội phạm này. Bởi vậy, báo chí còn cho biết bản án tại tòa còn mở ra nhiều vụ án khác về nhóm tội phạm này. Trong vụ án còn một số cá nhân liên quan được cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau hoặc chuyển cho cơ quan an ninh quân đội để làm rõ theo thẩm quyền. Trước phiên tòa, tác giả từng phân tích một số video clip có nội dung cực kỳ phản động của Vũ Quang Thuận trong bài Vụ án Vũ Quang Thuận và đồng bọn tuyên truyền chống nhà nước sắp đem ra xét xử. Như, Nguyên nhân dẫn đến việc bắt ba đối tượng này là cùng nhau sản xuất ra trên 500 video clip đăng trên YouTube, xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống đảng nhà nước, gây bức xúc trong dư luận thời gian dài. Hình ảnh Vũ Quang Thuận giả danh bộ đội, mặc quân phục, vũ trang, quỳ lại vong linh, ngụy quân, ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa đã xúc phạm, phỉ báng hình ảnh bộ đội cụ hồ, phỉ báng dân tộc và cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và tay sai, phủ nhận sự hy sinh của bao thế hệ người Việt giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà vô khối các video clip của nhóm Vũ Quang Thuận thể hiện sự chống phá đảng nhà nước điên cuồng, bệnh hoạn, kiểu như video Chủ nghĩa Cộng sản chia sẻ dân tộc Việt Nam, Cộng sản giết hại doanh nhân và phỉ bán trí thức, vân vân. Chúng vu cáo Cộng sản chia cắt đất nước, giết chết hàng triệu sinh mạng hai miền Nam Bắc, khiến đất nước kém phát triển như hiện nay, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo đảng đã mang chủ nghĩa Cộng sản tôi dở mà nước ngoài tẩy chay rồi mà về Việt Nam để kích động giết hết giết sạch hay nhờ cậy nước Mỹ bắt các lãnh đạo đền tội. Còn Nguyễn Phương Uyên, Phan Kim Khánh cũng tương tự, đều là những kẻ làm thuê cho Việt Tân và đám phản động lưu vong như biên tập tin bài trên trang phản động, giải truyền đơn, nhất là đều hợp tác với những đồng phạm mưu đồ khủng bố, gây nổ, sát hại trong nước theo kế hoạch do đám cờ vàng hải ngoại phát thảo. thưa ông luật sư Trần Vũ Hải, với những sinh viên nguyện làm tôi tớ cho đám cờ vàng, khủng bố, đầy hận thù, điên cuồng như vậy mà ông dán nhãn cho họ là sinh viên ưu tú, là niềm hy vọng cho tương lai Việt Nam, thì cần xem lại nhận thức luật pháp, đánh giá hành vi vi phạm pháp luật của ông ta. Xin hỏi giới luật sư, liệu Trần Vũ Hải có xứng đáng giữ thẻ hành nghề nữa không? ủng hộ kẻ phản động, khủng bố còn đáng bị xử lý pháp luật hay không?